Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với channel Hùng Xe Hơi ạ. Đây là chiếc xe Mitsubishi Xpander Cross, bản cao cấp nhất trong 4 phiên bản của Xpander, như em cập nhật trong nhiều cái video rồi. Tháng này thì Mitsubishi giảm giá khá là nhiều các mẫu xe Xpander, Xforce và sắp tới là Triton. Thì nếu mà có video về Triton thì em sẽ up cho các bác luôn. Thì ok, nay em làm nhanh cái báo giá của Xpander phiên bản Cross nhé. Phiên bản Cross là phiên bản cao nhất trong 4 bản số sàn này. Xpander Eco, Xpander Bre và Xpander Cross. Thì mẫu xe này có cái mức giá niêm yết khá là cao, 698 triệu đồng. Đi kèm với đó là một bộ body kit này, thanh giá nóc này, những cái mà mình nhận biết khá nhanh. Ngoài ra thì là một cái màu vàng nóc đen như này, cũng chỉ trên phiên bản Xpander Cross thôi. 698 triệu đồng giá niêm yết. Tuy nhiên thì các bác mua thời điểm này thực tế ấy, mình mua chỉ đâu đó vào tầm 644 triệu là mình giá giao dịch trực tiếp đến tay khách hàng. Tùy vào từng thời điểm nó có thể chênh lệch nhau một chút, thì các bác có nhu cầu cứ alo tham khảo trực tiếp thì bốc máy gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Với các bác mua lăn bánh thời điểm này ở tỉnh 10% như Bắc Ninh, Bắc Giang thì 720 triệu cho sự là một cái mức giá rất hợp lý để mình lăn bánh cái mẫu Xpander Cross như này. Đấy, nó có một bộ mâm riêng khác hẳn với ba phiên bản Xpander kia nhé. Này em quay trên kho nó hơi chật, đi lại hơi khó, các bác thông cảm giúp em báo giá nhanh thôi. Với các bác ở Hà Nội thì lăn bánh đâu đó nó vào khoảng 753 triệu, các bác tính thuế 10% thì là 733 triệu nhé. Vay trả góp mẫu xe này thì các bác vay tối đa vào khoảng được 520, thì mình chuẩn bị giúp em vào khoảng từ 210 đến 230 triệu. Hàng tháng thì trả đâu đó vào khoảng 10 triệu quay đầu. Đấy, tháng này thì đây về rất là nhiều xe rồi. Xpander Cross, Xpander AT. Đây, Xpander này. AT các bác thoải mái lựa chọn lên xem xe. Một con Cross này thì bên em bày một xe ở dưới và có cái màu này thì em quay cho các bác luôn. Nội thất thì khá giống với phiên bản Xpander AT rồi. Chúng ta có cam 360, có túi khí đôi đầy đủ. Tuy nhiên cái ngoại thất thì các bác có thêm một bộ body kit này, mâm xe khác này, đúng không ạ? Có thanh giá nóc này. Đây, so với bản thường này. Đấy. Đấy, không có thanh giá nóc hay là không có bộ body kit giống như trên Cross. Đèn thì công nghệ giống nhau, có đầy đủ đèn bi gầm và bóng halogen nhé. Cái này thì phá xương tốt hơn. LED định vị ban ngày cũng có. Thì các bác mà có nhu cầu mua Xpander Cross lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 700 một chút ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì cứ book máy alo trực tiếp qua em nhé. Đấy. Mitsubishi chính hãng, mới 100% nhé. Các bác có nhu cầu mua xe mới cũ các hãng thì book máy alo cho em. Có gì thì em sẽ tư vấn thực tế cho mình luôn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.